Hôm nay là Lộc có nhận quà chính chủ cho chị Diễm ha. Hiện tại là bà cũng đang rất là khó khăn luôn và đang rất là cần sự giúp đỡ của Lộc để mà bán nhanh cho căn nhà, tại vì nghe nói là cũng vay bên ngoài khá nhiều anh chị. Nên là bây giờ rất là khó khăn. Thì hôm nay là Lộc đang có mặt là gần nhà của chị Diễm rồi nè. Thì ở đây là cách nhà chị Diễm là 500 mét ha. Và chính xác thì ở đây là vòng xoay Phú Lâm anh chị. Đó, vòng xoay Phú Lâm ha, cách 600 mét là nhà của bả rồi. Đó, đây là công viên xung quanh nè. Thì ở đây là nó sẽ có là một ngã, hai ngã, ba ngã, bốn ngã, năm ngã. Đó, năm ngã, năm ngã đường. Đó. Và cũng như là đây là một cái tuyến đường là huyết mạch để mà lưu thông qua các khu vực khác cũng như là các tuyến đường quan trọng anh chị. Là thứ nhất thì mình sẽ lưu thông qua đường Võ Văn Kiệt, thì ở đây mình đi về hướng bên tay trái là chỉ là 2 km thôi đó. Còn mình đi thẳng luôn thì sẽ về là công viên Phú Lâm, là cách đây một cây, cũng như là ngay chỗ quốc lộ 1A đó, ngay khu công nghiệp Tân Tạo anh chị, là 4 km ha. Đó, đây còn ở đây thì nó sẽ có hai đường đi thẳng, và hai đường đi thẳng đều ra là quốc lộ 1A luôn đó. Còn anh chị rẽ trái nè, anh chị rẽ trái ở qua con đường là Tân Hòa Đông đó, thì sẽ gặp ngay căn nhà của chị luôn, thì cách đây là 500 m thôi. Và cái hướng ngược lại nè anh chị, thì anh chị đi khoảng là 3 km là trung tâm các gọi là bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh luôn, 3 km thôi. Và thứ nhất là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thứ hai là Hùng Vương, thứ ba là bệnh viện Dược thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện khác nè anh chị, ví dụ bệnh viện Bình Dân rồi tất cả luôn, rất là nhiều. Và đi thêm khoảng chừng vài trăm mét đến cây số là có là ngay chỗ vị trí của là Dinh Độc Lập nè đó, rồi chợ Bến Thành nè đó, các thứ nằm tập trung tại vị trí đó luôn. Cũng như là ở đây thì mình cách công viên đó, công viên nước Đầm Sen là chỉ 1 km anh chị đó, đi qua cái cầu này xẹt tới là đến công viên đó, nước Đầm Sen rồi. Thì một cái vị trí nè, vừa có thể là kinh doanh vừa ở luôn, nằm ngay vị trí là tập trung các bệnh viện lớn nè, các trường học lớn nè, và nằm giữa những đoạn đường quan trọng như là đường Võ Văn Kiệt nè, quốc lộ 1A nè đó, rồi hướng ngược lại nè là toàn là để về trung tâm của quận 1 nè, rồi quận 3 nè, và các bệnh viện lớn, trường đại học lớn ha đó. Thì nhà mình thì nằm phía sau của cái trường này nè anh chị đó, phía sau xíu ha, trường trung học phổ thông Mạc Đình Chi. Thì ở đây vào khoảng chừng 500 mét thôi, thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong nhà ha. Hiện tại là chia sẻ qua Zalo thì chị đang rất là khó khăn, và cũng như Lộc cũng đồng cảm, thì Lộc tranh thủ thời gian để quay cho anh chị, quay cho chị Diễm. Thì cũng mong là anh chị nào mà có duyên với chị Diễm thì hãy liên hệ cho chị Diễm sớm nha, để thứ nhất là mua được căn nhà giá tốt, thứ hai là sẽ giúp đỡ được chị Diễm trong cái thời gian đang rất là khó khăn như thế này anh chị. Đó, thì Lộc đang đứng là con đường Hồng Bàng anh chị ha. Đó, con đường Hồng Bàng. Thì ngay đây thì mình sẽ có cúp mắt nè. Đó, đây là ngã tư dòng xoay Phú Lâm nè. Đó, ở đây thì tiện ích thì anh chị khỏi nói rồi. Ở đây là gọi là chợ chợ Phú Lâm nè anh chị. Đó, trung tâm thương mại ha. Đấy, đây là trường. Thì mình nằm ngay một cái tâm điểm của là Phú Lâm nè. Đó. Ở đây thì đây có trường tiểu học Phú Lâm nữa nè. Đó, ở đây là ngay khu vực trung tâm rồi, nên là dân cư cũng như là tiện ích rất là nhiều luôn. Đó. Thì con đường này á, sẽ dẫn về là khu vực của gọi là bến xe An Sương anh chị. Đó, đi cũng xa, thì đây đi về bến xe An Sương thì cũng khoảng là đâu đó là mười mấy cây á. Đó, thì mình nói chung là mình gần ngay chỗ trung tâm quận 1, quận 3. Đó, buôn bán quá trời luôn nè. Rồi, đèn xanh đèn đỏ rồi, chị thông cảm ha. Ngay vị trí ngã tư. Đó. Đây là xung quanh nè. Đấy, mình sẽ quẹo ở bên này anh chị ha. Đó, và con đường của mình á là con đường có tên là Đặng Nguyên Cẩn ha. Đó, giao nhau với là đường là Tân Hòa Đông. Đó. Và nhà của chị là đằng trước luôn mình luôn anh chị. Ừ.
À, đây là cây cầu Đặng Nguyên Cẩn anh chị. Xung quanh nè, mình gần ngay cái cầu khá là đẹp, khá là mát ha. Đó. Bờ kè này rất là đẹp luôn. Đây là kế bên nhà của chị nè. Chị nói thì nhà đang cho thuê. Rồi đến vị trí nhà rồi anh chị ơi. Đây là căn nhà anh chị ha. Đấy, đây là căn nhà. Rồi. Bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong nhà ha. Cũng như là để gặp trực tiếp chị Diễm để mà mình nắm được cái thông tin sơ bộ khi mà Lộc chia sẻ nè. Đó thì căn nhà mình anh chị ha. Phía trước là đang kinh doanh, phía sau là ở. Đó, anh chị. Thì căn nhà có hơn 70 mét vuông ha, một trệt và hai lầu một sân thượng đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong để mà tham quan cũng như là xem có phù hợp là nhu cầu anh chị hay là không anh chị ha. Rồi Lộc xin mời anh chị. Bà đang cần rất là gấp luôn. Ở đây thì mình sẽ cách ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm là chỉ có 500 mét thôi anh chị. Đó. À, em chào anh. Ồ. Sáng làm bánh tráng hả? Dạ. Này này là một trệt với lại là à là bốn bốn tầng. Một trệt. Một trệt hai tầng. Dạ, vậy là bốn bốn sàn. Bốn sàn. Bốn sàn. Ở trước là mình đang cho thuê ha, mình làm chị. À cho thuê hả? Này thuê tháng nhiêu ta? À 8 triệu, coi như thuê phiên dương khu viên trước hả gì? Nhiêu trước thôi à. Tối người ta về à. Tối 90 giờ rồi À đây. Ở trên gác đó luôn hả? Dạ. À. Này dạy như hơn này. À. Giống như cái nhà ngày xưa gì đập bỏ ra mình xây lên. À. À chị. Tại vì mình tính sợ nó tính kiểu như là mình xây mình ở trong đây thôi vậy đó, tính ở trước cho thuê vậy đó, mình Dạ. cũng có xây vậy đó. Dạ. Rồi chị dẫn Ủa em chị đi đi vòng lên cái. lên lầu phải không anh? Ví dụ mình bán là mình sẽ để lại cái gì hay là sao rồi đó. Ý là mình bán là những cái nội thất hay là Mình bán máy là móc anh rồi nên mình có nhìn cho bỏ biết lại là hay nếu không? mới làm lậu cái mua cái này không lọc tới 25 triệu nè, cái này của nước nào cũng tồn nha, này Đức hay Nhật là Đức hả? Cái này bếp mua bếp mua mua cái này không là hết 25 triệu mà này mới mới làm nè, bếp từ biết từ mới mua đó, mang hút hút có hút mùi mấy hút đó, dòng tủ bếp là ngon quá trời, có được để mở à, nhà vệ sinh. Đó là nhà À. bếp, nhà bếp là ngon quá trời luôn á, À. nhà bếp là coi như là ngon quá trời luôn á. Nhà vệ sinh thông tầng. Thông tầng. Nhà vệ sinh này xây dựng lâu chưa chị? 10 năm hết ta. 10 năm hả? 10 năm. Rồi, đi Còn lên lên lầu lầu không đi. anh? Dạ. 10 năm. Đây là tầng gọi là tầng trệt lở hả? Này từ Lửng 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 hả? Này phòng sinh hoạt, xem tivi đó gì? à, lên đây đây có đèn nó không À. Rồi, đây là một tầng. Đi làm hả anh? Đây là tầng thứ hai. Thôi đừng quay À. trong đây quần áo không quay kỳ quá. Đây quần áo. Nhà vệ sinh. Vậy là đó là trước là mình làm phòng ngủ đúng không? Bên trong đây là em có cái phòng ngủ đó mà thôi tới nó Dạ. ghê quá đừng quay. À. Tại vì nó bề bộn quá à.
À, nói chung bề bộn thì thôi không sao á. À, đây là một phòng, bên kia là một phòng, là hai phòng, ở dưới là phòng sinh hoạt chung là ba phòng, bên kia có phòng máy giặt luôn hả gì vậy? Không, vệ sinh hả? Rửa tay được thôi. À, trong đây có nhà vệ sinh tích hợp không? Không có hả? Nhà vệ sinh đây nè. À rồi, ok. Rồi, đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng thứ ba. Nhìn mở ra ban công được không? Được. À. Ở đây là mình nhìn thấy vòng xoay Phú Lâm luôn đúng không? Đó. Đây anh chị ha. À, mình đi đường này mà là khoảng 600m là mình ra vòng xoay Phú Lâm nè. Đó, đường xá rộng rãi nè. Đường xá rộng rãi anh chị ha. Đó, còn đi đường này thì mình cũng ra là ngay chỗ dòng xe cây gõ nè, tầm khoảng cây số đó. Rồi, ok, nhà xung quanh anh chị thấy rồi. Ở kia mấy tầng, là 1 tầng, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. Rồi, ngay vị trí chợ Phú Lâm luôn. Nhà phòng. Không sao. Này, này là phòng ngủ thứ tư phải không chị? Vậy là này phòng ngủ thứ tư phải không? Rồi, 4 phòng ngủ rồi ha. 4 phòng ngủ. Rồi, ok. Vậy này là tầng 2. Tầng 2. Này là sân thượng. Này phòng thờ hay gì? Rồi, này sân thượng. Đấy. Ở đây là nhìn được mọi thứ luôn nè anh chị. À, ở nhà cửa. Ở đây là mình kinh doanh là ok ha. À, thì ở bên dưới là đèn đang cho thuê là giặt giũ quần áo là dưới tháng, dưới một cái giá là chỉ có 8 triệu thôi. Nhưng mà chỉ cho thuê dạng như là một cái khuôn viên kiosk trước ha anh chị. Không có cái công năng gì là để ở hoặc là để sinh hoạt ha. Nên là giá chỉ có được 8 triệu thôi. Đó. Đây là thông tầng nè. Đó, đây là thông tầng. Đây là cái phòng nữa. Đây là khả năng là phòng thờ nè. Ở đây không có thờ cúng nên là trống trải. Đó. Rồi thì nếu mà mình chưa có công việc gì liên quan đến thờ cúng thì có thể là làm một cái khu để làm việc ha. Cũng như ở đây mình sẽ có một ban công nè. Đó. Ở đây có giếng trời nè anh chị. Giếng trời là thông tầng. Ở này là khuôn viên phía sau của mình nè. Đó. Khuôn viên phía sau ha. Ở nhà Sài Gòn thì khỏi nói rồi. Sang sát. Này là gần ngay ngã tư Phú Lâm là một cái vị trí giao thông kết nối rất là quan trọng. Cũng như là mình ngay chợ luôn, ngay chợ, ngay trường học. Ở đây thì tiện ích nhiều rồi nên là cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Quan trọng là chủ yếu là giá cả thôi. Thì video này Lộc sẽ quay chính chủ anh chị ha. Chị Diễm. Chị Diễm chính chủ ha. Chị nói giờ khó khăn lắm rồi nên là bán gấp, bán giá nó sẽ rất là rẻ luôn. Giờ là chị định bán làm sao? 9 tỷ rưỡi hả? 9 tỷ rưỡi. Giờ là giá đất đồ nó đang xuống á, thì chỉ cân đối. Ví dụ như mình cảm thấy phù hợp cái nhu cầu để mình thanh khoản hay là giải quyết việc á, thì mình bán giá hợp lý nó sẽ nhanh ra. Cũng như là cái thời gian mà chị để lâu quá thì ngân hàng ăn hiếc, nhiều khi nó cũng ăn hết cũng vậy đó. Mình cân đối cái giá. Khoảng bao nhiêu? 9 tỷ rưỡi hả? 9 tỷ rưỡi là coi như mình bao sổ cho người ta hết luôn phải không? 9 tỷ rưỡi bao sổ. Thương lượng. Có thương lượng không hả? 9 tỷ rưỡi mới bán. Dạ, 9 tỷ rưỡi là thương lượng. Dạ. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ chia sẻ cho anh chị về tổng quan quy hoạch của căn nhà anh chị. Đó, căn nhà mình đây là tổng quan nè. Thì phía diện tích là 59,2 m2 anh chị ha.
đó, ngang là 3,6 m, dài là 19,4, ở một cạnh là 17,1 ha, bởi vì là bên phải của mình á, thì cái đuôi nó bị khuyết một miếng anh chị. Và đất mình á, thì hiện tại là đang nằm trên cái hướng là đông nam anh chị ha. Và mặt tiền đường của mình á, là đường nhựa, hai xe ô tô, hai xe lớn né nhau rất là tốt anh chị ha. Và ở đây nó còn quy hoạch đường mở rộng nữa anh chị. Thì con đường quy hoạch mở rộng này á, nó có hai cái yếu tố rất là quan trọng luôn. Một là mình sẽ tăng giá trị bất động sản. Hai là mình sẽ bị mất một phần diện tích anh chị ha. Thì cái quy hoạch này á, là vừa được lợi mà cũng vừa có hại. Thì mình sẽ đánh đổi một phần diện tích để cho ra một cái giá trị vì bất động sản tại một cái vị trí đường rất là đẹp, rất là rộng và cũng như là rất là tiềm năng để mà mình kinh doanh anh chị ha. Rồi thì đây là quy hoạch tổng quan xung quanh nè anh chị. Đó. Mình nằm gần ngay một cái ngã tư nè. Rồi phía đây là một cái ngã tư nè. Rồi phía đây là một cái vòng xoay nè. Đó, và đặc biệt đây là vòng xoay Phú Lâm anh chị ha. Đó, chợ Phú Lâm thì nằm ngay vị trí là ngã tư này. Đó. Rồi thì xung quanh á, mình á, anh chị nhìn thấy có rất là nhiều cái khu vực là màu nâu á, anh chị ha. Ở đó là những cái trung tâm thương mại cũng như là trường học anh chị, thì nó sẽ quy hoạch là màu nâu anh chị ha. Và mình đang nằm bên một cái rất là an ninh luôn anh chị ha, nhìn là biết rồi, Lộc cũng không có chia sẻ thêm đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ chia sẻ cho anh chị về vấn đề là xây dựng ha, cũng như là để cho anh chị là đánh giá được là vị trí rồi giá cả rồi có phù hợp với lại nhu cầu anh chị hay là không ha. Rồi thì đây là hình sổ nè anh chị. Những cái màu đỏ đỏ, một trái cam màu vàng vàng, đó là do Lộc che lại cái thông tin anh chị, bởi vì là những cái thông tin này rất là nhạy cảm cũng như là cần phải bảo mật tuyệt đối luôn anh chị ha. Còn chị thì đứng tên là tên Diễm rồi, đây có chữ Diễm nè, là chị biết của chị Diễm rồi ha. Và địa chỉ thì nằm 66C Đặng Nguyên Cẩn, phường 14 quận 6 ha. Diện tích sàn ở đây thì nó là 73 m² anh chị. Kết cấu nhà là tường gạch cột bê tông cốt thép, sàn gỗ nè, rồi mái tôn nè. Rồi hạng mục là nhà cấp 3, số tầng là 2 tầng, năm xây dựng là 1993 chị ha. Và hiện tại là cái quy hoạch cái xây dựng đã tăng lên là 4 tầng rồi anh chị. Và với cái tổng diện tích sàn lên tới là 168 m² rồi. Thì hiện tại là đang hoàn công là trên sổ là 2 tầng ha anh chị ha. Và mình có thể là hoàn công thêm 2 tầng nữa bởi vì mình đã có giấy phép xây dựng là 4 tầng rồi nè. Ở đây là một trệt nè, một lửng nè, rồi lầu 1, lầu 2 nè, rồi lầu 3 nè, rồi bao lơn nè. Đó, thì hiện tại là mình đang có 4 sàn anh chị, 4 sàn và một lửng, tính ra tới 5 sàn luôn anh chị ha. Rồi, thì đây là cái tổng diện tích sàn nè anh chị. Đó, tính ra 5 sàn nè. Thì diện tích mỗi sàn ở đây đã có rồi nè. Và tổng diện tích sàn lên tới là 168,48 m² anh chị ha. Đó, thì ở đây là giấy phép xây dựng của quận 6 nè. Đó, thì mình có thể là xin hoàn công, và đặc biệt luôn thì chủ sẽ hỗ trợ mình tất tần tật anh chị. Đó, chỉ việc là xuống tiền cũng như là chủ sẽ hỗ trợ là tên cho anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ quay lại video cũng như là báo cho anh chị một số thông tin để cho anh chị nắm thêm cũng như là một cái giá cho anh chị là xem có phù hợp với lại nhu cầu của anh chị hay là không anh chị ha. Đó thì cũng như là cái giá chị mong muốn là 9 tỷ rưỡi thương lượng và sẽ bao cho anh chị ra tên luôn, ra sổ cho mình luôn. Với hiện trạng của căn nhà này đang là một trệt, hai lầu và một sân thượng anh chị ha. Đó thì công năng thì hiện tại là vừa ở vừa kinh doanh. Đó. Lần trước mình thì nếu mà mình sửa lại có công năng tốt, mình cho thuê thì được sẽ được cái giá nó cao anh chị ha. Hiện tại là chỉ cho thuê dạng như là kiosk trống thôi nên là cái giá nó cũng không có cao lắm. Rồi thì ra đây Lộc sẽ giới thiệu về cái hiện trạng nè cho mấy anh chị nắm nè.
khá là đông luôn. Đó, khá đông luôn ha. Rồi thì căn nhà mình anh chị nhìn thấy ha, là cái căn nhà màu trắng á. Đó, một trệt nè và hai lầu, ở trên là một sân thượng ha. Thì với cái công năng là ba phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung và một bếp, một phòng khách, cũng như là một cái kiosk đang cho thuê với giá là 8 triệu ha. Rồi thì hiện tại là căn nhà này đang nằm tọa lạc tại là đường Đặng Nguyên Cảnh, phường 14, quận 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Cách vòng xoay Phú Lâm là chỉ 600 m thôi. Đó, một cái vị trí thì giao thông rất thuận lợi luôn, cũng như là nằm ngay khu vực là gần như là dường như là gần trung tâm rồi. Nên là anh chị về đây có thể là vừa an cư lạc nghiệp và kinh doanh rất là tốt luôn. Xung quanh mình thì dân cư rất là đông, cũng như là mình nằm ngay chợ và các trường học, trường học nhà nước cũng như là trường học quốc tế chị ha. Thì anh chị cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu, phù hợp mục đích, phù hợp vị trí thì anh chị hãy liên hệ cho chị Diễm để hỗ trợ cho anh chị những cái vấn đề liên quan về vấn đề giao dịch cũng như là vấn đề về giá cả. Đó. Và đặc biệt thì video là quay chính chủ thì bao giờ cũng sẽ có một cái giá tốt hơn. Đó, thì anh chị nào cảm thấy phù hợp thì hãy liên hệ cho chị Diễm để giao dịch căn nhà này anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào.